Hello mọi người, hello, vào đâu? Ok, hai mẹ con mình đi Miles Square Park. Mình đang dẫn Bảo đi Miles Square Park để nó coi hội chợ Tết. Hôm nay là khai trương Tết là lúc 5 giờ chiều. Nhưng mà hôm nay mình đi chợ, mình đi lang bang luôn. Xong giờ mình ghé lên mà đây mình coi, mình mặc đồ thấy gớm luôn á. Đi chơi Tết ai nấy mặc áo dài, mình vô đây mình mặc đồ thấy gớm luôn nè. Bây giờ mình vô đây mình coi hội chợ Tết coi thử có gì nha. Mục đích của mình vô đây là cho Bảo coi múa lân. Bảo thích múa lân á, cho nên là giờ xong rồi Bảo thích múa lân thì mình đi coi cho mọi người coi dòng Miles Square Park nè. Đó, đó, chợ Tết ở đó. 5 giờ khai mạc và tới 10 giờ đóng cửa. Giờ thứ bảy chủ nhật là từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Giờ mình vô đây. Năm nào họ cũng làm hội chợ chỗ này nè mọi người. Cái cầu này dễ thương nghe chưa Bảo? Bảo đứng đây mày chụp hình cái cầu cho. Nè, nó bằng cái gì? Hả? Bằng gỗ chứ gì đâu. Gỗ nó sơn màu lên hả? Đi đi con, dễ thương ha. Con chạy thoải mái luôn á, ở trong này là cỏ. Sao yên ắng như trời. Chỗ này múa lân, đốt pháo trung thu nè, giờ Tết nè. Trời có mấy cái đồ chơi cho con nít, rồi có ca nhạc Tết, rồi có cái gì nữa. Mọi năm thì vậy á, năm nay không biết làm sao mà không biết có ca sở gì hát không. Có ca sĩ gì hát không Bảo nhỉ? Có ca sĩ. Bảo ra đây thôi chứ nó chạy. Lăn que. Trời mình ăn mặc gì ghê quá à. Mình Tết mà mình sao mình mặc ghê quá à. Mình đi chợ cái mình vô trong này luôn á. Mà năm mình còn điệu mình mặc áo dài. Hôm nay mình đi mình bận quá. Mình chạy vô đây luôn. Mình sợ mình về cái mình thay đồ cái mình da nó hết múa lân, không có con mình nó coi được. Thôi. Kệ đeo khẩu trang vô không ai biết ai hả? Thấy trang trí trồng mai trồng đào cũng vui lắm nè. Đây Miles Square Park mọi người, mình ở gần đây có 5 phút mà chắc năm mình ra đây 1 lần 2 lần múa lân với lại ghê quá à. Múa lân với lại cái gì vậy? Trung thu mình mới ra đây. Trên kia. Đó đó mình nghe đốt pháo múa lân chưa? Trời tối ha, ở đây nè, chúc mừng năm mới, năm nay làm cái cổng chào nữa nè, để cho mọi người chụp hình nè. Không thấy cây nêu. Mọi người đứng với em bé mặc áo dài chụp hình đẹp không? À, cộng cái cổng này coi. Đứng vô cổng mày chụp hình không? Cũng đơn giản hả? Cho có bán đồ ăn với đồ chơi. Năm nay làm sân khấu ngoài trời làm quá trần to luôn nè. Rộng quá, mọi khi là hát ở trong cái nhà đó. Trong cái nhà ở trong đó mà bây giờ làm ra sân khấu ngoài đây. Hả? Tình chắc nó giọt ở đâu á con. Ra đây nè. Đây nè bắp. Quán Kim Tự Tháp nè. Mấy quán này chuyên nấu bán hội chợ nè. Bán hộp bánh khọt, bánh xèo, canh bún đồ nè. Còn mấy cái này là quảng cáo. Quảng cáo kem đánh răng chắc thấy nụ cười đẹp quá. Ở đây mấy cái này nhà quảng cáo, nhà tài trợ người ta tới người ta quảng cáo. Bên kia trò chơi. Quảng cáo à. Nhạc nhiều quá ha. Hả? Ồ đẹp quá chưa nè. Quảng cáo. Đây nè. Để ra đây thử có múa lân không nha. Hôm mai hoa vàng bên kia kìa con, bên đây mới đẹp nè. Chỗ này là để chụp hình nè. Đó, chỗ này là để chụp hình nè. Vườn hoa Phước Lộc Thọ. Cái này là cái hồ nước ở chỗ trong cái công viên nè. Cho đây chụp hình nha. Chưa thấy lân gì hết á. Bên đây là đồ ăn. Hội chợ này có lion
coi thử nha. Đây cờ, đi vô đây nè. Cho đây đẹp không? Đó, mình đi vô trong cái này. Con tuột hôm bữa con tới con chơi á, con nhớ không? Thấy con khổ không? Đang cọp không? Đứng đó mày chụp hình cho báo. Vô đây nha. Cầu tuột đâu, không có đi cầu tuột đâu, lạnh lắm. Có con còng, con rồng này con. Con này con rồng này báo. Thấy con rồng không? Rồng dài thòn ha. Để coi này, tượng này tượng gì? À con cọp. Tượng này tượng gì á? Tượng Donate. Hai con cọp này báo. Này có cái đàn thời gì đây hả? Vua Hùng hả? Chắc tượng vua Hùng á. Bảo kéo xe này mày chụp hình cho bà. Bà tới bà kéo xe đi. Bà giáo vờ bà vô cái xe bà đứng bà kéo á. Bà vô đứng đó bà giờ bà không xuống bà kéo đi. Yes, bà chở con cọp kìa. Vô chở con cọp đi. Taxi, con vô đây đi. Hãy đứng bên cạnh cái taxi nha. Taxi cổ á. Này cảnh chùa gì đây nhỉ? Để mấy cái ma cái hoa đẹp ha. Có cái pháo đẹp với cái mạ cái đào giả đẹp quá ha. Này quốc tử giám hả? Cái gì? Cái này chùa, chùa gì đây? Còn cái này chùa một cột. Chùa một cột nè tao. Wow, hai cái cây đào quá. Hai cái đào quá trời bông luôn. Hả? Ờ, con lăng. À. Ok. Ok, bà giờ đây vẫn ngồi mày chụp hình cho. Ngồi lên ghế này nè con. Có cái trống này, cái trống gõ bùm 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 bùm. Uh-huh. Bài này dễ thương quá à. Bảo đi qua đây con. Đi qua đây nè. Xe máy này Bảo. Bảo trèo lên xe máy, Bảo ngồi thử coi. Ngồi lên thử coi. Hả? Ngồi lên đó đi. Tại sao không cần, ngồi thử coi. Xe máy này. Cái gì vậy? Cái này, cái chòi này. Chòi này để Phật Bà Quan Âm. Còn cái này là cái gì đây? Trồng cây quýt nè, mai. Có cái chuối nữa nè Bảo. À người ta là gắn con lăng á. Bao lì xì chứ có gì đâu. Em lấy cây nêu đằng trước nè. Có cây chuối nè Bảo. Cây chuối. Cây chuối nó chín nè Bảo ơi. Men cái hoa này giống với hoa mai. Tưởng mai mà không phải mai, cây cao. Bảo ngồi lên đây không? Ngồi đây không? Này giống như Tết xưa. Bảo ngồi lên đây nè. Úp úp. Thôi đừng đụng coi, đụng vô té. Nó ngã chụp không kịp. Ơ nó ngã chụp không kịp á. Pip pip. Cái thắng xe này ngộ quá chưa, thắng ngược á. Cái chuối này đẹp không? Họ để lân sơ. Bảo đứng cái phong này mày chụp hình cho con. Bảo vô cái phong này mày chụp hình cho. Cái phong Tết đẹp nè. Đi vô đây đứng này mày chụp hình cho. Con hái cái bao lì xì này đi. Giả vờ con dịnh dịnh đi. Giả vờ dịnh dịnh cái bao mày chụp cho. Cô chủ đó đứng không? Hả? Xe
máy nè, xe này hồi xưa người ta chạy nè. Ngã xe rồi. Đó, xe này là xe C67 hả? Bà con đứng lòng vòng đây nè, nhiều xe hôm nay, nhiều xe máy. Hôm nay nhiều xe máy. Đi ra. Ồ, cái cây kia ánh mặt trời nó rõ vô đẹp quá chưa. Đây là cái khung cảnh tổng quát của cái khu chụp hình Tết. Các cô, các bà mặc áo dài chụp hình rất là đẹp. Bên cạnh đây là hồ nước. Ở đây có nhiều vịt lắm nha mọi người. Có bên kia có cái thuyền để cho người ta đạp vịt nữa. Nhưng mà mình thấy vịt nhiều á, cái khu này khá là dơ á mọi người, cất vịt nhiều lắm. Cho nên mình ra đây mình cũng ngại lắm. Tại đi đến đây á, trời ơi, toàn là dễ đạp lên chân lắm á. Nhưng mà năm nào hội chợ cũng làm bên cạnh cái hồ này hết á. Cái hồ thì đẹp nhưng mà đó, thấy mấy con vịt nó bay không? Nó bơi dễ thương không? Nhiều vịt lắm, vịt này hoang dã, không ai ăn, đi đại hết trơn à. Sân khấu năm nay thì khá là rộng. Ở đây ngày chiều thứ sáu người ta khai mạc thì cũng một số người ra đây thôi. Thứ bảy chủ nhật ở đây mình nghĩ sẽ rất là đông. Họ ra đây là coi ca nhạc nè, rồi ăn uống nè, rồi có thể chụp áo dài. Ở đây là miễn phí vô cổng cho nên là bà con cũng vô đây coi, với lại ở gần đây người ta, mấy người lớn tuổi cũng qua đây coi cho đỡ nhớ quê hương, có một chút không khí Tết của miền Nam Cali. Ở Cali này thì có nhiều chỗ đón Tết lắm, nếu mà có thời giờ ra về Phước Lộc Thọ, ở đó cả ngày cũng được nữa, coi là múa lăng đốt pháo rồi cả ngày cũng được nữa. Nhưng mà mình đâu có đi ra đó làm chi đâu, ra hội chợ này ghé vô coi thử nó như thế nào rồi cho con mình coi cho nó biết không khí, với lại sẵn thì quay luôn, chụp hình chơi vậy đó. Chứ năm nào cũng vậy thôi à, họ trang trí cũng vậy thôi, cũng khu này. Nhưng mà năm nay thì có vẻ eo xèo hơn, không có đốt pháo múa lông gì hết trơn á. Và có ca nhạc. Bây giờ cũng mới bắt đầu thôi. Họ nói 5 giờ khai mạc mà hình như 5 rưỡi gần 6 giờ họ mới bắt đầu họ hát đó. Không có, mọi năm khai mạc vui lắm á, đốt pháo múa lông vui lắm á. Tết xa quê hương được vậy cũng mừng rồi hả mọi người ha. Tuy là nó không bằng ở Việt Nam nhưng mà nó vẫn tốt hơn những nơi khác, những người Việt nơi khác ở trên thế giới. Lan đi về, cảm ơn mọi người theo dõi video. Nếu mọi người thích thì like. Để tiếp theo chương trình thì chị Thùy Trang sẽ hát bài gửi đến mọi người, bài hát Mẹ Tôi. Bye mọi người. Mẹ Tôi hát bao show luôn. Mẹ Tôi hát bao show luôn.